Minh Ngọc xin kính chào quý vị. Mời quý vị theo dõi bản tin tối nay 8 giờ của kênh truyền hình VTC8 ViuTV. Trước hết là những nội dung chính sẽ có trong bản tin ngày hôm nay. Triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam 86 năm hình thành và đổi mới. Quảng Ngãi phát hiện nhiều cơ sở chế biến mức không đảm bảo vệ sinh. TPP tạo cú hích mới cho nền kinh tế Việt Nam. Thông điệp liên bang 7 năm đã qua và tương lai nước Mỹ. Mở đầu bản tin hôm nay sẽ là phần thông tin trong nước. Thưa quý vị, hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 3 tháng 2 năm 1930, 3 tháng 2 năm 2016, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 12, Văn phòng Trung ương Đảng phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức triển lãm Đảng Cộng sản Việt Nam và công cuộc đổi mới đất nước năm 1986-2016. Buổi triển lãm giới thiệu gần 200 ảnh, tài liệu, hiện vật, khái quát về quá trình không ngừng tìm tòi, nghiên cứu để hình thành và phát triển đường lối đổi mới của Đảng trong 30 năm qua, khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực quan trọng của đất nước. 30 năm đổi mới là một giai đoạn quan trọng trong lịch sử phát triển của đất nước, đánh dấu sự trưởng thành về mọi mặt của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng của các tầng lớp nhân dân, sự nghiệp đổi mới đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Triển lãm gồm 3 phần. Phần 1, giới thiệu quá trình hình thành và phát triển quan điểm đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam. Phần 2, giới thiệu những thành tựu đất nước 30 năm đổi mới. Phần 3, với chủ đề tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng. Triển lãm cũng khẳng định những thành tựu mà Đảng và nhân dân ta đã đạt được trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, đối ngoại. Gần 30.000 đơn vị máu được hiến tặng trong năm 2015. Đó là số liệu báo cáo của Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ trong buổi tổng kết phong trào hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ năm 2015 và triển khai nhiệm vụ năm 2016 vừa diễn ra vào sáng nay. Nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động với nhiều hình thức, cùng với việc hưởng ứng và tổ chức các hoạt động lớn như lễ hội Xuân Hồng, hành trình đỏ, sắc đỏ Tây Đô, giọt máu hồng hè, trong năm 2015, thành phố Cần Thơ đã đạt và vượt trên 68% chỉ tiêu tổng số đơn vị máu do Ban chỉ đạo quốc gia hiến máu tình nguyện giao phó. Phát huy kết quả đạt được, Ban chỉ đạo phong trào hiến máu tình nguyện thành phố Cần Thơ tiếp tục triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2016 như tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về ý nghĩa nhân ái của phong trào hiến máu tình nguyện đến đông đảo nhân dân, tiếp tục phát động hai chiến dịch lớn bao gồm lễ hội Xuân Hồng và giọt máu hồng hè hướng đến mục tiêu có 2,26% dân số thành phố tham gia hiến máu. Trong cả năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã xảy ra 1.650 tai nạn cháy nổ, trong đó có 561 vụ cháy làm 8 người chết, 46 người bị thương, gây thiệt hại hơn 400 tỷ đồng. Đây là những thống kê vừa được Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố công bố trong chiều nay. Tuy giảm về số vụ cháy, nhưng thiệt hại về tài sản lại có xu hướng tăng, do các vụ cháy xảy ra nhiều tại các doanh nghiệp sản xuất quy mô lớn, có các mặt hàng dễ cháy nổ như hóa chất, bông gòn, vải vóc. Trong năm 2016, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố sẽ tập trung công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh và các khu dân cư nguy hiểm về cháy nổ. Dịp này, Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh cũng cung cấp cho người dân số điện thoại của Thủ trưởng tất cả các phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy các quận huyện tại thành phố để người dân phản ánh ngay tình hình cháy nổ trên địa bàn. Để đáp ứng nhu cầu của các cá nhân, doanh nghiệp, Ngân hàng Nhà nước cho phép hệ thống thanh toán liên ngân hàng kéo dài thời gian hoạt động thêm 1 tiếng đồng hồ sau thời gian làm việc trong các ngày từ 1 tháng 2 đến 5 tháng 2. Thêm một điểm mới nữa là đối với việc thanh toán bằng ngoại tệ của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, của các khu công nghiệp, khu chế xuất, doanh nghiệp xuất nhập khẩu có kế hoạch mua bán ngoại tệ với đối tác trong thời gian 9 ngày nghỉ Tết. Các ngân hàng thương mại phải thông báo trước, bố trí trực và có kế hoạch hỗ trợ đầy đủ việc thanh toán ngoại tệ cho khách hàng, doanh nghiệp để tránh tình trạng gây ra khó khăn, ảnh hưởng lợi ích kinh tế của doanh nghiệp. Với dịch vụ đổi ngoại tệ cho khách du lịch, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu các ngân hàng thương mại, các điểm được phép kinh doanh ngoại tệ phải phục vụ khách bình thường.
Các hãng tàu du lịch biển khi lưu trú qua đêm tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng sẽ được phép mở cửa hàng miễn thuế hoặc các dịch vụ có sẵn trên tàu như casino, khu bán hàng lưu niệm, khu bán rượu khi tàu cập bến. Quyết định này được thông qua sau khi đại diện các hãng tàu du lịch được phép mở các dịch vụ trên tàu từ nhiều năm nay, nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ du khách. Được biết, những năm gần đây, lượng khách du lịch đến Đà Nẵng bằng đường biển liên tục tăng. Trong năm tới, cảng Tiên Sa dự kiến sẽ đón hơn 110 chuyến tàu với khoảng 100.000 lượt du khách. Quyết định này của Ủy ban Nhân dân thành phố sẽ tạo điều kiện để các hãng tàu kéo dài thời gian lưu trú và phục vụ khách tốt hơn khi tới tổ chức tour du lịch. Tính đến cuối năm 2015, thành phố Hồ Chí Minh đã bán được 11.088 căn hộ tồn kho trong tổng số 14.490 căn hộ tồn lại thuộc 36 dự án năm 2012, giảm 76,5%, hiện còn khoảng 3.402 căn. Nguyên nhân hàng tồn giảm mạnh là do thị trường bất động sản thời gian qua phục hồi. Hiện thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 1.219 dự án phát triển bất động sản có tổng quy mô 4.921,5 ha với khoảng 315.506 căn hộ. Trong đó 489 dự án đã xây dựng hoàn thành, đạt 40,1%. 814 dự án còn lại đang trong quá trình triển khai. Tuy nhiên, trong số 814 dự án này, hiện có 97 dự án đã tạm ngưng triển khai, 405 dự án chưa khởi công. Như vậy, nếu tính gộp cả dự án chưa khởi công và dự án tạm ngưng triển khai là 502 dự án, chiếm 61,67% trong tổng số 814 dự án đã được phê duyệt. Thưa quý vị, Tết Bính Thân đang đến gần, nhiều cơ sở sản xuất bánh, mứt, kẹo, thực phẩm khô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi hoạt động liên tục. Bên cạnh lượng sản phẩm bán ra thị trường tăng nhanh, thì tình trạng sản xuất chui gây ô nhiễm, mất vệ sinh an toàn thực phẩm cũng đang ở mức báo động. Trong hai ngày 11 và 12 tháng 1, lực lượng cảnh sát môi trường công an tỉnh Quảng Ngãi kiểm tra cơ sở chế biến mứt gừng tại nhà bà Phan Thị Kim Oanh ở hẻm 68 đường Nguyễn Thụy, tổ 6, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi. Cơ sở có gần 15 công nhân hoạt động, tuy nhiên, chủ cơ sở này không xuất trình được giấy phép kinh doanh theo quy định. Còn tại cơ sở sản xuất mứt dừa gần Thanh Tịnh, ở hẻm 270 Nguyễn Trãi, tổ 12, phường Quảng Phú, thành phố Quảng Ngãi, do bà Bùi Thị Thịnh, 52 tuổi, làm chủ. Nhiều tháng qua, sản phẩm mứt được bán ra thị trường nhưng chưa được kiểm định chất lượng. Ngoài ra, hệ thống nước thải của cơ sở không được xử lý đổ thẳng ra môi trường. Bánh mứt kẹo là mặt hàng rất đa dạng. Điều này gây khó khăn không nhỏ cho các cơ quan chức năng trong việc kiểm soát về chủng loại, nguồn gốc, xuất xứ và chất lượng sản phẩm, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán đang cận kề. Lực lượng công an thành phố Hà Nội vừa tiến hành kiểm tra và phát hiện một đường dây sản xuất và phân phối bột ngọt, nước mắm, bột giặt giả với khối lượng lớn do đối tượng Phạm Văn Lập, sinh năm 1966, trú tại Thanh Oai, Hà Nội cầm đầu. Qua kiểm tra, cơ quan cảnh sát đã phát hiện và thu giữ hàng trăm gói bột ngọt Ajinomoto, Mì Quân, bột giặt Omo, xốp thành phẩm, hơn 500kg bột ngọt do Trung Quốc sản xuất, 4.000 vỏ bao bì giả các nhãn hiệu trên, cùng nhiều công cụ phục vụ việc sản xuất hàng giả. Ngoài ra, cơ quan điều tra còn phát hiện thu giữ hàng trăm vỏ, nắp chai nước mắm chín xu, Nam Ngư có dấu hiệu làm giả. Như quý vị cũng đã biết, với việc đàm phán thành công Hiệp định TPP và sự ra đời của Cộng đồng Kinh tế ASEAN, AEC, không ít cơ hội và thách thức đang chờ đợi Việt Nam ở phía trước. Nền kinh tế sẽ chịu ảnh hưởng gì? Doanh nghiệp và mỗi người dân Việt Nam cần chuẩn bị gì trước hội nhập? Đó là những ý kiến thảo luận tại Hội thảo Kinh tế xã hội Việt Nam năm 2015, cơ hội và thách thức trước thềm hội nhập mới, do Ban Kinh tế Trung ương và Trường Đại học Kinh tế Quốc dân tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội. Các tham luận gửi đến và trình bày tại hội thảo đã tập trung đánh giá lại những thành tựu, tồn tại trong điều hành kinh tế vĩ mô và những kết quả đạt được về kinh tế xã hội trong năm 2015. Các đại biểu nhấn mạnh, con tàu kinh tế Việt Nam đã cán đích với nhiều điểm sáng, thế nhưng những thách thức đối với sự ổn định kinh tế vĩ mô và đạt được tốc độ tăng trưởng cao hơn vẫn còn rất lớn.
Các chuyên gia đã cùng nhau dự báo triển vọng kinh tế vĩ mô của Việt Nam trong năm 2016, đưa ra các kịch bản tăng trưởng và các chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội. Qua đó đề xuất các khuyến nghị chính sách dài hạn, cũng như những can thiệp ngắn hạn nhằm khơi thông động lực tăng trưởng, biến thách thức của việc tham gia các hiệp định thương mại thành cơ hội lớn của nền kinh tế, hướng tới quỹ đạo tăng trưởng mới. Thưa quý vị, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP với sự tham gia của 12 nước được coi là hiệp định tiêu biểu của các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, mang tính bước ngoặt về thương mại và đầu tư của thế kỷ 21, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho thương mại toàn cầu. Chính vì vậy mà hiệp định này được đánh giá là sẽ có nhiều tác động đến nền kinh tế Việt Nam ở nhiều khía cạnh, đặt nền kinh tế nước ta trước những cơ hội và thách thức mới, tăng cường năng lực cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu. Cho đến thời điểm này, Hiệp định Đối tác Xuyên Thái Bình Dương TPP đang ở giai đoạn cuối cùng về rà soát pháp lý trước khi các bên có thể ký kết. Đánh giá về cơ hội và mức độ sẵn sàng thì đây là hiệp định thương mại toàn diện đối với Việt Nam. Đây là một hiệp định mà nó đặt ra cái tiêu chuẩn rất là cao, trong đó có cái phần cam kết cao về mở cửa thị trường các nước dành cho nhau. Dự kiến là khi đưa thuế về 0% thì cái cơ hội cho doanh nghiệp của chúng ta là tương đối lớn. Tuy nhiên, khả năng tận dụng những cơ hội này như thế nào cũng sẽ được đặt ra đối với các ngành nghề kinh tế. Thì đối với tập đoàn dệt may Việt Nam thì mục tiêu đến năm 2020 phải đạt được 65% cái tỷ lệ nội địa trong hàng hóa của mình sản xuất ra, và năm 2018 thì chúng ta sẽ phải có khoảng 60% chủ động các cái nguồn nguyên liệu từ sợi và từ vải trở đi. GDP thực tế của Việt Nam sẽ tăng từ 1,03 đến 2,11% khi Hiệp định TPP chính thức được thông qua. Và Việt Nam là nước có thay đổi GDP thực tế theo phần trăm cao nhất trong 12 nước tham gia. Nhờ TPP sẽ có sự dịch chuyển trong sản xuất và lao động từ các ngành không còn lợi thế so sánh sang các ngành mà Việt Nam vốn có lợi thế. Đây là một cái hiệp định thế hệ mới với rất nhiều những cái cam kết và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp Việt Nam có một cái cơ hội về thị trường, về một cái môi trường kinh doanh thuận lợi và những cái điều kiện kinh doanh để từ đó có thể nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Tham gia Hiệp định Đối tác Kinh tế Xuyên Thái Bình Dương TPP, dù có những thách thức nhất định, song cũng là cơ hội để Việt Nam đẩy mạnh hơn công cuộc cơ cấu lại nền kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng cũng như tận dụng tối đa những lợi ích mà TPP đem lại. Về tổng thể thì những cái cam kết, những hiệp định thương mại tự do chất lượng cao như TPP hay là Việt Nam EU là nó rất nhất quán, nó rất phù hợp với cái ý đồ, với cái cách thức mà chúng ta đang cải tổ nền kinh tế của Việt Nam. Sau 5 năm đàm phán, 12 nước tham gia đàm phán Hiệp định TPP đã đạt được thỏa thuận lịch sử về việc cắt giảm hàng loạt hàng rào thuế quan từ mặt hàng ô tô cho đến gạo. TPP sẽ hình thành một khu vực mậu dịch tự do chiếm tới 40% kinh tế và 30% thương mại toàn cầu, và được dự báo sẽ bổ sung cho GDP thế giới thêm gần 300 tỷ đô la Mỹ mỗi năm. Vì vậy, chắc chắn việc tham gia TPP sẽ giúp Việt Nam đẩy nhanh cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao tính thị trường, đẩy mạnh công cuộc cơ cấu lại, đổi mới mô hình tăng trưởng sang chất lượng và chiều sâu, cũng như tiếp tục đổi mới thể chế kinh tế. Theo số liệu mới được quân đội Nga công bố, từ đầu tháng 12 năm 2015 đến nay, dưới sự hỗ trợ từ phía quân đội Nga, đã có gần 200 thị trấn và làng mạc tại Syria được giải phóng khỏi sự kiểm soát của phiến quân IS. Cụ thể, với sự yểm trợ của không quân Nga, 134 thành phố và làng mạc khác cũng được giải phóng khỏi tay phiến quân IS trong tháng 12 năm 2015. 53 điểm dân cư đã được giải phóng chỉ trong 10 ngày đầu tháng 1. Thành công lớn nhất chính là việc giúp chính quyền Syria giành lại quyền kiểm soát tại các tỉnh quan trọng từng bị IS chiếm đóng như Aleppo, Latakia, Hama, Homs và Raqqa. Được biết, không quân Nga sẽ tiếp tục hỗ trợ quân đội của Tổng thống Syria Bashar al-Assad trong các chiến dịch tấn công quy mô lớn sắp tới, nhằm đẩy lùi IS ra khỏi khu vực Đông Bắc Syria. Mới đây, ba thiếu niên người Syria, tất cả đều dưới 15 tuổi, đã bị cảnh sát Đức bắt giữ sau khi tấn công tình dục hai chị em gái người Đức tại một hồ bơi ở thành phố Munich, miền nam nước này. Thủ tướng Đức Angela Merkel hiện đang phải chịu sức ép lớn với chính sách mở cửa cho người tị nạn,
kéo theo làn sóng tội phạm tình dục tăng vọt. Trước đó, hàng trăm phụ nữ đã tố cáo bị quấy rối tại thành phố Cologne trong đêm giao thừa. Cảnh sát Đức cũng đã nhận được 553 đơn thư tố cáo, trong đó khoảng 45% có liên quan đến tấn công tình dục. Ít nhất 10 người đã thiệt mạng, 15 người bị thương trong vụ đánh bom liều chết vừa xảy ra tại quảng trường cổ Sultanahmet, trung tâm thành phố Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Đa số nạn nhân thiệt mạng là công dân Đức. Ngay sau vụ nổ, Đức đã khuyến cáo công dân nước này tạm thời hạn chế đến những khu vực đông người hay các địa điểm thu hút khách du lịch của Istanbul. Theo Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Ahmet Davutoglu, kẻ chủ mưu của vụ đánh bom có thể là một người gốc Syria và là thành viên của IS. Vào sáng nay theo giờ Việt Nam, Tổng thống Mỹ Barack Obama đã đọc thông điệp liên bang cuối cùng trước khi kết thúc nhiệm kỳ thứ hai của mình. Bản thông điệp này đã gây bất ngờ cho dư luận bởi sự lạc quan, mà trong đó ít đề cập đến danh sách đề xuất luật pháp như truyền thống đã thay vào đó là sự khắc họa một bức tranh toàn cảnh nước Mỹ trong tương lai. Đừng sợ hãi những sự thay đổi của nền kinh tế, bởi đó là điều tất yếu. Đó là những điều Tổng thống Obama đã chia sẻ trong thông điệp liên bang cuối cùng của mình. Ông đã tuyên bố với hơn 30 triệu khán giả rằng những điều tồi tệ mà người dân Mỹ lo lắng nền kinh tế nước này sẽ gặp phải chỉ là sự tưởng tượng, và Hoa Kỳ vẫn luôn là nền kinh tế mạnh nhất và bền vững nhất thế giới. Những suy nghĩ về việc nền kinh tế đang đi xuống chỉ là những sự tưởng tượng tầm thường. Vậy sự thật là gì? Điều gì khiến người dân Mỹ cảm thấy bất thường? Đó là sự thay đổi sâu sắc của nền kinh tế Mỹ. Những sự thay đổi đã bắt nguồn từ trước đại khủng hoảng và đến nay vẫn chưa hoàn tất. Trong bài phát biểu, Tổng thống Obama đã tự tin khi nói về những thành tựu trong suốt 7 năm cầm quyền của mình. Đây là những gì đạo luật chăm sóc giá cả phải chăng hướng tới. Nó sẽ giúp chúng ta có thể sống tốt kể cả khi chúng ta mất việc, hoặc trở lại trường học, thậm chí là bắt đầu một công việc kinh doanh mới. Đã có hơn 18 triệu người được hưởng lợi từ chương trình này. Tại sao chúng ta không làm con số đó lớn hơn nữa? Ông Obama cũng không hề quên khi nhắc người dân Mỹ nhớ tới những kẻ khủng bố đang ngày ngày âm mưu tấn công quốc gia này. Ông khẳng định nhiệm vụ hàng đầu của Mỹ trong lúc này chính là bảo vệ an toàn cho người dân Mỹ và truy tìm, tiêu diệt những kẻ khủng bố. Trong lúc IS đang ám ảnh nước Mỹ và cả châu Âu bởi những vụ tấn công ngay tại Paris, California và nhiều nơi khác, thì Mỹ và các nước đồng minh sẽ còn phải tốn nhiều thời gian và công sức để loại bỏ nhóm khủng bố này. Ưu tiên số 1 của chính phủ là bảo vệ người dân Mỹ và tiêu diệt các phần tử khủng bố. Kể cả Al-Qaeda và IS đều là những mối nguy hiểm trực tiếp đến người dân Mỹ. Bởi trong thế giới ngày nay, những kẻ khủng bố có rất nhiều cách để có thể gây hại đến bất kỳ ai mà chúng muốn. Và trong hơn một năm qua, chúng ta đã làm điều đó rất tốt. Chúng ta đã và đang chặn đứng chúng lại. Cuối bài phát biểu của mình, ông Obama đã khẳng định rằng trong suốt 7 năm ông làm tổng thống, nước Mỹ đã phải chứng kiến rất nhiều sự biến đổi, từ sự phục hồi sau khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất đến hàng loạt những nỗi đau do súng đạn gây ra. Nhưng người dân Mỹ đã cùng nhau vượt qua được tất cả những điều đó để nước Mỹ tiếp tục đi lên. Và ông tin tưởng đất nước, con người Mỹ sẽ tiếp tục sát cánh bên nhau, đứng bên nhau để đối mặt với mọi khó khăn mà nước Mỹ cũng như thế giới phải đối mặt trong tương lai. Thưa quý vị và các bạn, những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong bản tin tối mai.